Tôi nghĩ rằng mong ước lớn nhất của các bậc phụ huynh là muốn con cái có thể tự thân kiếm ăn và không bị chết đói. Vậy nên, rèn luyện nhận thức kiếm tiền là kỹ năng quan trọng mà các bậc cha mẹ cần truyền lại cho các con. Tôi may mắn là một trong những người học được điều đó từ cha mẹ của mình. Dưới đây là những điều đúc kết được từ trải nghiệm thực tế của tôi ở thời điểm hiện tại, nên hãy tham khảo và lựa chọn yếu tố phù hợp với cuộc sống của bạn. Thông qua bài viết của tác giả Jolie The Overthinker đã được đăng tải trên website của Spyroom, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách tác giả đã học được từ bố mẹ mình cách kiếm tiền như thế nào nhé. Học cách chấp nhận thất bại. Đây là bài học đầu tiên và là top 1 trong mọi bài học về làm người, chứ không phải chỉ mỗi kinh doanh hay kiếm tiền. Tuy nhiên, nó dạy con người cách tự chủ cảm xúc và kiểm soát tiêu cực mỗi khi gặp phải những sự việc không mong muốn trong cuộc sống. Tôi còn nhớ năm lớp 8, tôi đã đăng ký dự thi EF Challenge đầu tiên tại Việt Nam cùng một người bạn học chung lớp học thêm tiếng Anh. Tôi có khao khát chứng minh năng lực rất lớn và đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đến khi đứng trước mặt ban giám khảo thì tôi lại nói lắp bắp và run đến mức tiếng chuông báo hết giờ làm tôi hét lên. Chứng kiến các quái vật khác pass phòng gửi xe và tiếp tục đứng trước bục thuyết trình làm tôi khóc nức nở trên đường về nhà và tự trách sao mình thất bại, rồi người khác chắc may mắn. Trẻ con mà, suy nghĩ linh tinh. Lúc đó, bố mẹ tôi mới nói rằng 1. Sự việc đã xảy ra, không thể quay lại thay đổi hay sửa chữa. Có khóc lóc hay than vãn cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Và 2. Nhìn nhận lại bản thân so với người khác là mình thật sự yếu kém và cần phải cải thiện năng lực mới chinh chiến được ở biển lớn, chứ không thể nghĩ mình giỏi ở mỗi cái giếng của mình được. Sau đó, tôi ngưng than vãn và bắt đầu cày cuốc luyện tập. Năm sau, cuộc thi đó lại tổ chức, thì tôi nhớ là tôi đã lọt top 45 trên tổng số 7.000 thí sinh dự thi vòng gửi xe năm 2016. À, năm đó quán quân là chị Nguyễn Lâm Thảo Tâm nha, tôi rất ngưỡng mộ bả. Mặc dù sau đó vẫn thất bại nhiều và nhiều lúc chưa chấp nhận, nhưng dần dần mình cũng tập thói quen rằng phải cố gắng hết sức, vượt xa tiêu chuẩn bản thân. Còn sau đó chuyện thành hay được còn rất nhiều yếu tố khác như may mắn, môi trường, quá cạnh tranh, vân vân. Quan trọng là mỗi trải nghiệm mình có tiến bộ một chút so với trước đó là được. Make progress, not perfection. Thứ hai, kỹ năng quan sát. Tôi có hai trải nghiệm thú vị liên quan đến kỹ năng trên như sau. Trải nghiệm thứ nhất, phỏng vấn xin việc. Hồi tôi phỏng vấn vào Google iPad, interviewers hỏi tôi khá nhiều về việc tư vấn cho các doanh nghiệp SMEs. Thật lòng thì với kinh nghiệm thực tế của tôi, thì từ trước tới nay tôi chỉ làm với brands và agencies, chứ chưa bao giờ làm với SMEs cả. Tuy nhiên, tôi nhớ những hôm ăn tối hồi còn đi học, mẹ khá bận bịu nên nghe điện thoại nói chuyện với đối tác và khách hàng là SMEs luôn trong giờ ăn. Lúc đó, tôi nghe hết cách mẹ trao đổi, tính toán và cách khách hàng phản hồi. Từ đó tôi hiểu tâm lý và cách vận hành, luân chuyển hàng hóa lẫn kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và tôi dùng chính những kiến thức chỉ từ việc quan sát và lắng nghe để trả lời câu hỏi phỏng vấn. Khá trơn tru đấy. Thứ hai, khởi nghiệp lần đầu. Số tiền đầu tiên tôi kiếm được, trừ nhổ tóc bạc cho bố mẹ ra, là việc bán bút và sổ tay. Lúc đó, nhà tôi có rất nhiều bút mà tôi không bao giờ dùng hết. Và sổ tay tôi mua ở siêu thị với giá 5.000 một quyển. Tôi cầm đi bán cho một số bạn có nhu cầu và tôi biết rằng với bút, tôi tìm kiếm các bạn học sinh chuẩn bị vào giờ thi. Mất bút tẩy rồi thiếu giấy kiểm tra là chuyện thường như cơm bữa và tôi bán hình như là 3.000 tới 5.000 một cái. Với sổ tay, tôi tìm kiếm các bạn nữ thích sự dễ thương và hay mua đồ ở hàng văn phòng phẩm cạnh trường. Giá sản phẩm của tôi cũng tương đương như thế, nhưng kèm theo dịch vụ personal selling miễn phí từ tôi. Và tôi bán một quyển sổ với giá 20k. Quan sát sẽ giúp bạn nhìn nhận được nhiều vấn đề và không nhất thiết bạn cần phải trải qua, và hiểu được cung cầu giúp bạn có được lợi ích tối đa. Tập bán vốn tự thân. Tôi khá bất ngờ khi nhiều bạn nói rằng mình không biết làm gì để kiếm tiền, trong khi mọi người đều có cái vốn tự thân cơ bản nhất, đó là chất xám. Bạn không cần phải mở kinh doanh, tạo ra sản phẩm nào đó cầm được nắm được thì mới bán được lấy tiền. Sản phẩm thì dễ bị so sánh về chất lượng và giá cả, còn chất xám thì chả có giá trị nào có thể đo lường hay định giá được cả. Công việc đầu tiên bằng vốn tự thân của tôi là đi làm phiên dịch, với ý nghĩa ban đầu là vì tôi hậu đậu, đi làm bồi bàn vỡ bát đĩa người ta thì đi làm chết tiền đền bù. Ấy thế mà từ công việc phiên dịch đơn giản, tôi có thể bắt đầu đi làm tour guide hoặc hỗ trợ coordinate bệnh nhân, khám sức khỏe tổng quan và kiếm được số tiền gấp đôi số tiền ăn mà bố mẹ cho tôi hàng tháng chỉ trong một tuần. Đợt đó, cứ 2 tháng term break là tôi top đi du lịch một nước. Rồi mẹ cũng thắc mắc là rõ là cho con bé này ít tiền ăn mà nó còn mua hết nước hoa đến mỹ phẩm tặng mẹ.
Quay trở lại về câu chuyện vốn tự thân của mọi người, có rất nhiều hình thức để bán chất xám của bạn như là KOL hoặc là influencers, kinh doanh hình ảnh thương hiệu cá nhân, viết lách, sáng tác, thiết kế concept, tức là kinh doanh ý tưởng sáng tạo. Hoặc có một nghề mà theo tôi, thị trường lao động hiện tại đang rất thiếu là người kết nối, coordinator, chuyên nghiệp. Người có khả năng nhìn ra nhu cầu của khách hàng, nhìn ra tiềm năng của nhà cung ứng và kết nối cả hai để tạo ra sản phẩm. Chất xám này không chỉ giúp bạn phát triển mà còn giúp người xung quanh cùng đi lên và cả thế giới đều hạnh phúc. Tóm lại, đừng bao giờ bán rẻ hoặc cho không chất xám của mình nhé, bởi nó vô giá. Kiểm soát sự tiêu cực từ bên trong. Càng ngày, khi đi làm lâu hơn, tôi nhận ra vòng tròn cuộc sống của tôi thu bé lại từ nhà đến văn phòng. Chả còn những buổi tâm sự bạn bè, đi chơi thâu đêm suốt sáng, mà giờ đi cũng 10 giờ tối là ngáp lên ngáp xuống. Nhiều khi nghĩ lại thì hồi đi học, chỉ có mấy việc stress do chưa làm xong bài kịp deadline, điểm thấp, rồi cuối tháng hết tiền ăn, buồn thì ơi bạn bè đi chơi là quên luôn. Còn đi làm thì khác, đúng nghĩa áp lực cơm áo gạo tiền, khi mình phải chi trả chi phí nhà cửa điện nước, rồi ăn uống hàng tháng. Chưa kể, đi làm thì áp lực sẽ dễ nảy sinh suy nghĩ lo âu vì bị cạnh tranh, không được tăng lương, thăng tiến hay phát triển. Rồi những câu chuyện bên lề về tình cảm đôi lứa, bạn bè hay những lúc gồng gánh chứng minh với gia đình rằng mình vẫn ổn, mặc dù mình chả ổn chút nào. Đã có nhiều hôm tôi nhốt mình trong phòng một mình, đỉnh điểm là đợt dịch cao điểm ở Sài Gòn. Tôi bị phong tỏa trong nhà 3-4 tháng trời. Sống xa nhà, công việc căng thẳng, không biết nói chuyện hay tâm sự với ai nên tôi bị tiêu cực trầm trọng luôn. Sau đó tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều là góc nhìn của bản thân về vấn đề đó. Mình đâu ngăn được những sự việc không theo mong muốn xảy ra với mình. Mình chỉ có thể kiểm soát cách mình phản ứng với sự việc đó mà thôi. Bố mẹ cũng nhắc nhở tôi rằng càng lớn lên thì càng có nhiều điều kinh khủng hơn xảy ra. Vậy tại sao không rèn cho bản thân một sức khỏe tinh thần thật vững chắc và luôn suy nghĩ tích cực? Hạn chế sống cảm xúc và dám đối mặt dù kết quả ra sao sẽ là chìa khóa để đi đến đâu cũng sống được. If you are not strong, no one will be strong for you. Hãy mạo hiểm khi còn trẻ. Tôi từng xem một video với câu hỏi bạn hối hận nhất điều gì từ độ tuổi từ 7 tới 75. Thì đa phần câu trả lời ở độ tuổi từ trung niên đến người già đều là hối hận về những điều họ chưa làm được hoặc là chưa dám làm. Trong khi người trẻ chúng ta lại ngược lại, hối hận về những điều đã xảy ra mà không thể quay lại cứu vãn được nữa. Về cơ bản thì ở độ tuổi thanh niên, khi còn sức trẻ và khỏe thì chúng ta sẵn sàng thử sức mọi thứ với tâm thế cứ trải nghiệm đã. Mặc dù biết sẽ ngã đau đấy, mặc dù biết sẽ chả hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng chúng ta vẫn làm chỉ vì còn trẻ mà, sao không thử một lần? Hoặc đơn giản hơn là bởi vì chúng ta không có hoặc có quá ít thứ để đánh đổi. Khi đến độ tuổi lớn hơn, nhận thức được cuộc sống thực tế xung quanh và dành thời gian tuổi trẻ để xây dựng nên dần nền tảng cho cả bản thân lẫn gia đình, chúng ta sẽ giảm nhu cầu đánh đổi đi những công sức mình dày công tạo nên. Thời gian đi học thêm nâng cao chỉ vì đang đi làm kiếm tiền, thời gian đi du lịch xa chỉ vì vướng bận con nhỏ, thời gian ở cạnh những người thân yêu vì cần phải ưu tiên công việc trước, vân vân. Nói thật là vừa nhờ tôi quyết đấu tranh với bố mẹ, lẫn bố mẹ tôi cũng là những người sẵn sàng đánh đổi thì mới dám cho tôi đi xuất khẩu năm 15 tuổi. Lúc đó, một đứa con gái mới học xong cấp 2 ở Việt Nam, tiếng Anh cũng thuộc dạng tạm tạm mà còn chưa bao giờ sống xa gia đình, một mình qua một đất nước xa lạ, ở và trải nghiệm đủ thứ mà vẫn cảm thấy hạnh phúc khi sống xa nhà. Tôi của bây giờ thì hơi ngược lại, mặc dù sống xa nhà nhưng tôi thích về nhà ở với bố mẹ để bố mẹ nấu cơm cho ăn mỗi ngày. Tôi cũng bắt đầu lười ra ngoài vì đi làm cả ngày khá mệt và chăm chỉ viết lách hơn. Tóm lại, rất lười, ngại thay đổi quan điểm và sợ mạo hiểm. Có một cái buồn cười là tôi sợ đi xe máy. Ngày xưa hồi học cấp 2, chính tôi trèo lên cái xe đạp điện của bạn tôi. Không cần ai chỉ, vẫn vặn ga đi ầm ầm trên phố đông chả làm sao. Thế mà bây giờ về Việt Nam 3 năm để mẹ kèm đi xe máy trên từng cây số, xong đoạn nào khó quá nhờ mẹ lái hộ luôn. Thế nên mới nói, độ láo nhây lì nên được đẩy tối đa ở tuổi trẻ để về sau không còn gì hối tiếc, cũng như có sức bền tốt để chạy đường dài về cả công việc và gia đình v.v. Bố mẹ bảo rồi, con trẻ phải đứng dậy chiến đấu hết mình đi, không nhắm mắt cái là không còn cơ hội làm điều gì đâu. Còn rất nhiều điều mà tôi chưa thể chia sẻ hết chỉ với một video như thế này, nhưng các bạn không cần phải quá lo lắng đâu. Người ta nói là luyện mindset kinh doanh cho to tát chứ thực ra nó đều đi từ những thói quen hàng ngày mà ra. Nên nếu có thể, hãy kỷ luật bản thân và rèn luyện thật nhiều thói quen tốt thì mới hình thành cả sức khỏe lý trí lẫn tinh thần vững vàng được. Và đó là những kinh nghiệm và chia sẻ của tác giả. Còn những điều gì chưa được đề cập hay không, các bạn hãy chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh Spyroom để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị trong tương lai nha.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.